Lucy, bữa nay khỏe chưa? Bà già, mấy bữa nay thì con Bixi của mình nó bị bệnh đó các bạn, nó bị ghẻ nè. Anh hai mình xuất thuốc cho nó cũng hết trơn rồi nè. Nhưng mà chưa đi được nghe bà già. Nhờ anh hai chăm sóc mà giờ sắp đi được rồi ha bà già. Nó lớn tuổi rồi nên nó xấu lắm các bạn ơi. Bim bim ơi. Tiểu dịch thì chưa đi ngủ nè. Bim bim ơi, bữa nay anh bạn hai có cái món gì ngon lắm á tiểu dịch ơi. Đó, anh hai kêu tao rủ mày đi qua bển ăn kìa, nằm phía bên giường á Bim Bim ơi. Cạp cái gì mà không biết nữa. Chưa là nó thường vô đây nó ngủ lắm các bạn. Mẹ mình còn đầu tư cho nó một cái máy quạt nữa nè. Nó thường ngủ ngoài chuồng vịt đó các bạn. Nhà mà bây giờ nó chuyển vô cái chuồng heo rồi. Bim Bim, đi không? Lẹ lên nè, chui ra. Lẹ lên, đi nè. Đi, lẹ lên, đi ăn nè Bim Bim. Lẹ Bim Bim, đi ăn, lẹ lên, ổng bả ngủ rồi. Lẹ lên. Lại là bốn anh em, ở lộn, ba anh em mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay thì rất là vui cho nên là mấy anh em mình quyết định làm một cái bữa ăn thiệt là ngon. Anh em ơi các bạn, hôm nay thì anh Bành Hai, Bành Hiền lại tốt đột sức nữa rồi các bạn ơi. Mắc hết trơn rồi. Mày bồi bổ lại. Cũng đã bồi bổ lại nghe các bạn. Hôm nay thì anh Bành Hai, chị Bành Hiền mua được tảng thịt heo quay rất là to luôn các bạn ơi. Để mấy anh em cùng ăn nha. Thì hôm nay chỉ là ăn mút ban nhẹ nhàng bên giường các bạn. Chứ sao giờ lúc nắng lúc mưa ta? Nắng mưa thất thường. Nực lắm luôn các bạn ơi. Giờ này là 12 giờ trưa rồi, mấy anh em mình mới đem cái tảng thịt này ra ăn các bạn, nghe giờ linh nha các bạn ơi. Thôi bây giờ mấy anh em mình sẽ nhập thiệt, các bạn hãy cùng vô ăn chung với mấy anh em mình nha. Nếu thấy video này hay và thú vị nhớ để làm một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho ba anh em mình nhé các bạn. Quên, bốn anh tiểu dịch nữa. Đây các bạn ơi, miếng sườn heo nguyên một tảng luôn nè, rất là vàng giòn luôn các bạn, tươi mỡ kìa. Đã lắm luôn á. Ok, cốc luôn nè. Bim Bim ơi, thèm chưa? Hôm nay ổng bả đãi đó nha Bim Bim thôi. Thèm mà chứ gì. Mà diêm. Thế là thèm rồi đó nghe. Đây các bạn ơi, khá là thơm lắm luôn á. Nguyên một tảng như vậy thôi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ cắt ra ăn cùng nha các bạn. Và cắt miếng chừa cho cha mẹ mình miếng ha. Cắt ra tay đi nào. Thấy thèm quá vậy các bạn ơi. Em ra tay đi. Trời ơi, cái da dạ, nó giòn. Ủa da biết. Trời ơi, xinh ăn kìa. Từ từ. Dẫn cái mâm nha anh. Rồi dính. Ủa da giòn các bạn ơi. Ủa sức ngang ơi. Đúng rồi. Cái lần này có lần người ta ấy. Ủa giòn kìa. Nghe gập gập đảo quá. Ủa ngon. Rồi. Người ta cắt sẵn rồi nè. Người ta cắt sườn đặng người ta sườn ăn này chắc đã lắm các bạn ơi. Đặt cái miếng này lên xem nào. Đặt luôn chưa cha mẹ phần ngon đi. Miếng nào cũng ngon luôn. Đây chưa cha mẹ miếng này đi rồi, đúng rồi. Dĩa đây lấy dĩa đi hai, đem về cho cha mẹ luôn đi hai. Đây chạy đi liền, đi đây đi hai, chạy về bển coi chừng còn cái dĩa đâu nghe. Cẩn thận nha, đi đây cẩn thận nha anh trai. Đi đây Ê, đừng chân. Này, miếng còn lại thì chị Bành Hiền sẽ cắt ăn luôn các bạn ơi. Bim Bim hồi hộp không Bim Bim? Đừng Bim ơi. Đây, chị Hiền sẽ lật lên. Tại mình lấy cái khía rồi ha. Không biết đường cắt rồi đó. Ôi, thấy thèm luôn đó các bạn ơi. Ủa, cái miếng này miếng da mỏng, miếng da nhỏ. Wow. Một tảng thịt quay. Hôm nào mấy anh em mình sẽ làm heo quay ăn ở nhà đi. Ok.
Đã kìa. Ừ. Mình là thích ăn cái da các bạn ơi. Trời ơi, chảy nước miếng kìa mọi người. Mình đang giảm cân mà. Giảm cân mà nó chép nuốt, nó nuốt. Trời đất ơi. Ông bả thuốc mình rồi các bạn ơi. Bim bim ơi, tao giảm cân mà bả dám. Ăn không? Thì cũng cố gắng ăn. Cũng phải ăn à. Rồi. Ủa cái da kìa. Cái da. Nè cho cục nè, cầm đi chơi. Ê, đi. Thôi thôi, xíu lại anh thạch hang luôn. Đây. Cục miếng thịt dữ ta. Quá xái miếng thịt rồi. Xá cái con heo này rồi. Cắt ra luôn không? Ừ, cắt ra đi ha. Đây, ngon chưa, ngon chưa. Ôi. Ngon chưa nào. Hèn quá, ô anh hai tới rồi. Ngon quá anh ơi. Ủa người một cộng vậy luôn hả? Đúng rồi. Anh cắt ra hả? Cắt ra đi cho dễ ăn ha. Giờ cắt miếng nào? Cắt cái này cắt ha. Cắt có da đi. Cắt có da đi chị. Miếng nào có da đâu. Ôi mở coi kìa. Để em. Ôi, bữa nay ông bà. Mày đưa giảm cân cho nó ăn mở đi em ơi. Nói chứ bữa nay ông bà bán được ổi đó các bạn. Bán lại tiếp tục ổi. Ông bán ổi nhiều là ăn hết nhiều đó các bạn. Ăn hết. Làm để ăn mà phải không? Ôi cái cục này mà chấm một cái. Cắt cái cục bự gì nè, mấy đứa giảm cân nó mới đặn. Ăn sâu nha các bạn. Trời ơi. Vụt cái miếng mỡ rồi. Còn cái miếng da rồi. Còn cái miếng da không ai ăn đâu. Để trời ơi. Ừ. Đúng rồi, không ai ăn da đâu. Trời ơi. Đừng nó bỏ, uổng lắm. Uổng vậy hai. Anh ăn hả? Ơi. Trời ơi. Chớ miếng da nè lụm lên. Cho bà cụng đi. Cụng ơi. Con chó nó lê lết nó đi theo nè các bạn. Con ăn này chắc ngon lắm á con. Ăn da heo quay nè. Cụng nè. Heo quay á ăn đi. Ăn đi. Trời ơi nó ngon kìa. Ăn đi con. Ngại nữa. Ăn đi con. Trời không biết ăn heo quay mày. Con. Ăn đi. Trời ơi chó nhà quê các bạn ơi. Không ăn thôi mày. Làm gì anh trai? Chè. Yep. Rồi. Cắt vừa đủ thôi chúng mình ăn ha. Đúng rồi, cắt hai miếng thôi. Ừ, 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 gốt kìa. Dạ, ăn hai bảo vệ mà. Ôi, sườn gút nè. Cái này nướng với còn không sườn non. Ừ. Trời ơi, thứ gì mà chịu nổi, hôm nay thứ mấy? Thứ 7 rồi anh em ơi. Giờ quẩy thôi. Bữa nào có ăn là bữa đó thứ 7. Bữa nào có ăn là thứ 7. Bữa nào ăn là thứ 7. Bữa nào ăn ngon là thứ 7 nha. Rồi. Ôi ôi. Trời ơi, cắt xong nhìn thấy thèm quá nè các bạn ơi. Ngon quá. Lâu lắm rồi mới được ăn thịt heo quay á. Ba loại nước ở đây thì luôn. Có bánh mì, nước chấm ba loại nha các bạn. Này nước mắm me, nước mắm ớt xanh, rồi nước tương. Thơm không? Đã. Ôi, bây giờ mình sẽ thưởng thức các bạn. Đợi lâu quá ơi. Ăn trước luôn. Hôm nay ta đãi là phải ăn cho hết nghe. Trời ơi. Rồi mấy miếng cắt không lấy đâu. Lấy gì vậy? Cái đó cho nó giảm cân nhiều chút. Đúng rồi. Cái nào ta? Cái nào? À, đây nè. Mình rửa tay sạch rồi đây nha. Đây nè các bạn ơi. Mời các bạn nha. Trời ơi các bạn. Trời ba cắt mà muốn chảy nước miếng. Wow. Chấm với nước tương nè. Này nước tương nè. Trời ơi. Giòn kìa. Chấm mắm mè. Chấm miếng mắm mè đi. Sáu miếng mắm mè. Làm cái muỗng. Giòn quá. Cái chén. Quá gì giòn không bên. Lại miếng sườn ngon. Còn miếng chén. Bên miếng thịt đây. Tả lưỡi ta. Ăn thôi. Xém được. À cầm. Đó. Ừ. Hey. Ừ. Bên. Theo quay đi bên em. Theo kiểu gì? Con vịt nào ăn thịt không? Con vịt quay đi bên. Nó thấy nó cặp cặp kìa. Bên. Ăn theo kiểu gì? Của này là của Hàn Quốc hả? Việt Nam nha. Theo quay Việt Nam. Nam Trung Quốc nè. Em Việt Nam. Cái răng này ngon quá, ăn kìa. Con giòn các bạn ơi. Rau không cày nữa nè. Ăn đi. Ăn đi lấy sức giảm cân. Tôi còn nước ra kìa. Nè cậu. Nãy không biết ăn mà. Ăn sạch rồi. Nè Bim. Không ăn. Trời ơi con Bim này. Không ăn phải không? Bồ cũng nhường bồ cũng á. Ăn cũng không rủi luôn rồi. Thì heo quay ngon quá. Đã quá các bạn ơi, giòn lắm luôn á. Cái miếng vàng bây giờ có gai giòn gụm luôn. Hấp hơi kìa. Phương con tê tê. Mà miếng mỡ nó tuôn ra hơi ngán nha. Em muốn quay ăn mỡ. Cái nào có da ta? Đó. Trời ơi.
Đây nè. Trời ơi, cục mỡ kìa. Thật không, vừa ăn không. Hôm qua miếng này có cục lân rồi. Đạo quá. Nghe là ít mỡ. Vừa ăn. Đạo à. Nghe là không ăn thức ăn nhiều. Con heo giảm cân. Con heo giảm cân chắc mà ăn sẽ giảm cân á. Chắc vậy. Cố rồi. Ngó à. Vừa. Vừa khóng à. Chấm nó nè. Ừ. Sau nó giảm cân rồi nó mặc sườn xám các bạn ơi. Biết sườn xám không? Nó là ui. Nó xám rồi chạy. Rồi cái váy bớ rất người trẻ này nè. Giống như cái đòn bánh tét vậy hả bê? Ừ, nó mặc vô các đòn bánh tét thiệt á. Lấy còn dây buộc phanh phanh luôn. Nước da thì mình cũng đẹp chứ bỏ hết bêm bêm ha. Đó thấy chưa? Bạn của em kìa. Đẹp như cái đòn bánh tét. Đến nay sao ông bả tốt nữa ta. Lạ lùng nhỉ. Thôi. Em bêm uống miếng nước này bêm bêm. Có khát nước. Đã kìa. Nước chuyện cho miếng nước mình uống nè. Uống cá đi vậy hè. Mình nó uống mà ăn khát nước quá. Rồi được rồi đó. Nè. Hồi nó dọc á. Nè. Nó nghĩ em là dịch à. Đúng không em? Ông bá là dịch. Ê, thêm thêm mày mổ cái đầu nó quậy mày. Ủa lấy miếng nào đã thèm thèm á ha. Đây. Được không? Cục mỡ. Đã. Cái này là thứ gì vậy luôn nè. Bóc đại đi tay rửa sạch rồi cầm nhíu nhíu nữa. Vậy đang chấm. Ôi. Lật quá. Xúc một miếng ớt coi. Rồi. Không xúc được, không dính ớt rồi. Rồi thôi, ăn được thôi. Ta. Tao mổ bánh mì còn miếng nữa kìa. Giòn. Nó giòn á. Nè chị Bành Hiền lấy đi. Chị sẽ né cục mỡ. Cục này có cục gân nè. Dạ vậy. Chị sẽ chấm mắm me. Mắm me cũng ngon lắm á. Wow. Đã chưa. Mời các bạn nha. Wow. Phê. Mình là người Phê một miếng gân Quốc hả. Đây tới lượt mình sẽ chấm cái muối ớt xanh. Đây nè. Miếng này đã nè. Wow. Mời các bạn. Mời nha. Ừ. Tính ra mình ăn dịch cần phân nửa rồi đó nha. Mới cái dạo đầu thôi. Ăn vô vô. Cứng quá cho bà cụm. Ăn vô cho bất ngã. Nãy em để con lũi dưới đây nè. Cái wow đó. Ăn hết luôn đi. Nè cơm nè. Ăn da nữa. Nghe da gậu gậu ê găng quá. Rồi các bạn nha. Em ăn thì nổi mà có cục mỡ mà không nổi. Cho bò sữa. Trên cục mỡ. Nè. Đỏ quá. Thôi. Vậy em cạp miếng mỡ đi anh chừa cái da cho em. Hóc ngơ quá rồi. Thôi mỡ ngáo. Ừ. Gớm rồi nè. Miếng này nó đã. Còn có bê không? Ăn cái miếng da không nó phê. Giờ này 12 giờ. Còn 1 giờ. Trời nắng chang chang luôn. Sao gấp giờ trời hầm quá chị Hiền. Ổng 10 nắng ổng chỉ 10 tới giờ nữa cho nên ổng hầm nè. Bực bội ghê luôn á. Công nhận cái miếng nha. Miếng sườn này ngon. Em lúc ghét xương. Nhất là lúc nào anh biết không? Đúng rồi. Cái lúc mà ổng tầm 15 gram xong ổng nắng thì là nắng lên nha. Hơi nước nó bốc lên thôi. Cái hơi nóng ở dưới sân đồ nó la bốc ra. Tôi khó chịu. Mà cũng mất tiêu nữa rồi. Ngủ rồi. Bầu trời này chỉ có giờ xuống sông đầm thôi. Mấy con Hà Mã chắc cái người nó mát lắm lúc là nó. Chắc vậy quá. Em béo phấn đấu với bằng Hà Mã thì lành không? Cái bạn nhỏ Hà Mã mẹ cũng nằm dưới nước đúng không? Ừ. Cơ thể của nó ục ịch. Bên phấn đấu thành Hà Mã. Thôi. Đừng. Nè, nó quay nè. Rồi, ăn rồi, còn cũng lại kìa. Bim. Wow. Trời ơi. Thật là xuất sắc. Bim. Trời ơi, ăn heo quay kìa. Cưng quá. Trời Bim. Trời ơi, dịch ăn heo quay kìa anh hai. Dịch ăn heo. Ăn đi heo dịch, ố lộn nha, con dịch heo. Ăn đi thành con heo. Trời ơi, không ăn rồi. Ơi cần đã.
hồi trước ở nhà mình có lần làm heo quay chiên, mà làm heo kiểu chiên các bạn, ăn cũng ngon. Ba đứa mình ăn hết sợ, ăn hết sẵn rồi. Hai đứa thật, ăn hết sẵn. Hai đứa, bà con. Ba như nó ăn nhiều chứ em có ăn gì đâu. Em đâu ăn gì đâu. Em ăn da mà. Ăn mỡ rồi nè. Ước gì heo quay không mỡ trời. Ủa, thì giờ mình mua thịt mình thay thôi. Mà không ngon. Không ngon. Lâu rồi không miếng vàng vàng hả? Wow. Oh wow, miếng mỡ hơi to rồi nha. Để cho bột cụm. Mời các bạn. Để bên. Em muốn bột cụm của em tăng cân hả? Đúng. Có. Ngon quá bạn ơi. Lâu lâu rồi ăn hơi quay. Ăn lòng chó đã. Ngon. Ngon hết rau luôn rồi. Như cái lách. Cái tảng thịt này là mấy ký hai? 3 ký mấy? 3 ký rưỡi. Quay là không biết còn bao nhiêu không biết. Cướp rồi. Cái cục mỡ nè anh. Wow, cái cục mỡ. Mỡ xa ấy, mỡ mỡ thịt nè anh. Ăn không anh? Không. Cứng quá. Ăn không mỡ thịt nè. Ngon quá. Nè hồi hầm gắn cho nè. Nè rứt ra này ra. Trên nữa. Còn cạo mỡ rồi thấy không anh? Không có cái nào gì da anh hả? Nè, mới cạo mỡ thôi. Thôi khỏi đi vậy. Nè, da nè. Nè, lọc miếng da này đi. Thôi, thôi. Rồi ăn hết ngon. Nè. Nè lọc da anh thêm nè. Xong. Xong. Anh thích ăn mấy cái nhậm nhầy vừa thịt vừa da vừa mỡ. Mắc cười tự nhiên anh kêu. Lọc da anh nè, cái nhớ chị hai mắc cười lên. Mình con gà ra 36 cái cháo thế nào cũng con gian 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 thôi. Chị hai chị kinh giao lại ngồi đó. Và đứa nặng da hỏi chi má hai. Và cắt da má hai ăn nguyên đám tả là đi hết thôi không ăn. Tại vì da ngon, da gà ngon các bạn ơi. Giòn, da mà gà thấy giường mà. Rồi nó hở gà lại nè. Ngon quá. Anh cũng thử rồi. Mấy bữa, mấy bữa này ai cũng bệnh hết trơn các bạn ơi. Ở nhà mình ai cũng bệnh hết trơn rồi. Có mình hơi xui xui nó quất thêm cái dị ứng nữa. Đã chưa anh? Ờ, để cho anh tao phồng cái để cho rồi. Miếng da nè. Không ăn da nữa. Anh không ăn da đâu. Quá thôi nè. Nghỉ ăn thì luôn hả? Không. Hôm nay không thì ăn da nữa. Đó chứ ngày hôm nay thì mấy anh em mình lâu lâu thèm thịt heo quay làm một bữa ăn chơi thôi các bạn ơi. Hôm nào thì mấy anh em mình sẽ tự làm ở nhà ăn thử xem như thế nào nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình nha các bạn. Bây giờ bye bye, bye.